Đây là những bức tranh trưng bày tại cơ sở sản xuất của anh Lê Thanh Hà, ngụ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Thoạt nhìn qua, nhiều người sẽ nhầm tưởng những bức tranh này với tranh trúc chỉ có nguồn gốc ở Huế và làm từ giấy thủ công rơm, tre, lá hay cỏ. Tuy nhiên, đây là những bức tranh giấy dừa do anh Hà cùng các nhân viên của mình sản xuất từ những cành hay còn gọi là tàu dừa được lấy từ các hàng dừa ven biển Đà Nẵng. Mình chọn chất liệu đó từ cành dừa, nếu mà nói chính xác là nó là cành dừa. Thực ra thì trước đây trong quá trình mình đi tìm chất liệu để làm giấy thì làm giấy gỗ dán làm từ cành dừa được. Thì sau đó trong quá trình mình đi từ Hội An lên Đà Nẵng thì mình thấy rất là nhiều cành dừa tràm được công nhận vệ sinh môi trường mà chặt bỏ để lại dọc bờ biển, thì mình nghĩ rằng cành dừa nước làm được thì cành dừa tràm cũng làm được, cho nên mình kinh nghiệm và làm. Thì may mắn là cành dừa tràm nó tốt hơn cành dừa nước, bởi vì cành dừa tràm nó màu nó sáng một cách tự nhiên hơn. Còn cành dừa nước thì có thể là do ngâm nước được, có thể là nó nhiều nhựa quá hay sao đó nó đấy. Để làm ra một sản phẩm tranh giấy dừa hoàn thiện cần trải qua nhiều bước khác nhau. Đầu tiên là việc lên ý tưởng, hình mẫu cho bức tranh công việc này được anh Hà thực hiện trên các phần mềm ứng dụng. Việc tiếp theo là làm giấy từ những cành dừa. Thuê người chặt, chặt cành dừa. Và bắt đầu là khi đem về. Đem về là cả tầm khoảng 3-4 ngày là bắt đầu họ chẻ xong. Là chẻ mình lắp cái dân hoàn bỏ, còn cái ruột trong là mình chẻ mỏng thôi, cũng cỡ tầm 2 ly dừa khoảng 30 phân. Như vậy là bắt đầu là bỏ vô nấu với bầu. Đó. Thì nấu từ 8 giờ sáng cho đến khoảng tới 6 giờ tối. Mình mới vô nước lã xong đó rồi nguội rồi bắt đầu mình đi vớt ra, bắt đầu mình đem vô mình xay. 7-8 ly bầu là nấu được một thùng khoảng 200 lít nước. Sau khi đã làm ra nguyên liệu bột giấy dừa, lúc này đến giai đoạn sơ giấy. Bột giấy dừa được đưa vào khuôn dùng vòi xịt nước để dàn phẳng trải đều, sau đó đem đi phơi nắng. Những bức tranh giấy dừa có chủ đề liên quan đến văn hóa Việt Nam, Phật giáo như hình ảnh con cò, bông sen hay các vị thiền sư Việt Nam. Mỗi bức tranh như vậy tùy theo kích cỡ mà có giá bán khác nhau, nhưng thường dao động từ 3 đến 7 triệu đồng. Với nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên an toàn với môi trường, tranh giấy dừa Đà Nẵng đã trở thành mặt hàng được ưa chuộng, góp phần lưu trữ nét làng quê trong tranh Việt Nam.